Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm thành công đánh bại Ninh Yêu, đúng lúc này, xung quanh xuất hiện âm thanh vỗ tay, không tệ không tệ, vậy mà có thể chiến thắng thần chi bất hủ, người rất mạnh nha. Thanh âm sâu kín vang dội bên tai Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm bản tôn cùng nguyên thần phân thân đều hứng chịu trọng thương, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên. Đột nhiên âm thanh vang dội làm cho Tiêu Viêm giật mình. Ninh Yêu đã vẫn lạc, trước đó, nơi này ngoại trừ khí tức đám người trung cổ, theo lý mà nói nơi này sẽ không có người khác mới đúng. Bản tôn ngồi xếp bằng cách đó không xa, Ninh Yêu mặc dù đã chết, nhưng độc tố lưu lại trong cơ thể Tiêu Viêm, lại như là cùng một đóa Phật nộ hỏa liên nổ tung, lúc trước hết thảy nuốt 4 cái giải độc đan, hiện tại Tiêu Viêm đem giải độc đan còn thừa cũng toàn bộ đem ra, đều không có chút nào chậm trễ ném vào trong miệng, dược lực bàng bạc nhanh chóng hòa tan trong miệng Tiêu Viêm, dù vậy, tốc độ độc tố lan tràn trong cơ thể lại là không có chút nào đình trệ, từ trong cái bóng của bản tôn, nguyên thần phân thân huyễn hóa ra. So với bản tôn, nguyên thần phân thân bị trúng độc mạnh liệt hơn, huyết nhục không chỉ hiện ra thanh tử chi sắc, với lại, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mục nát, đồng thời còn kèm theo hôi thối giống như thi thể mục nát, nhục thể mặc dù như thế, lục phủ ngũ tạng do nhục thân còn muốn càng thêm nghiêm trọng, giải độc đan cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Loại độc này giải quyết thế nào? Ninh Yêu tự bạo cánh tay trái, liền để cho thiên thối chi độc của hắn xâm nhập trong cơ thể Tiêu Viêm. Chính như hắn nói, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không cho là mình có thể chiến thắng Tiêu Viêm, không cách nào giết chết Tiêu Viêm, ít nhất trước khi chết phải hung hăng cắn Tiêu Viêm một cái. Loại độc này bá đạo viễn siêu tưởng tượng của Tiêu Viêm, mặc dù làm xong tâm lý chuẩn bị, có thể Ninh Yêu độc cũng không phải kịch liệt đơn giản như vậy. Thiên thối chi độc chính là chỗ hắn hiểu ra sức mạnh quy tắc, cho nên không phải giải độc đan đơn giản đủ khả năng phá giải. Mặc dù Tiêu Viêm nuốt tất cả giải độc đan, độc tố vẫn điên cuồng lưu chuyển bên trong thân thể của bản tôn cùng nguyên thần phân thân, mà lúc này chỉ có phệ hồn phân thân không có nhận đến độc tố ảnh hưởng. Thời điểm quay đầu nhìn thân ảnh giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện, lông mày Tiêu Viêm lập tức nhíu một cái. Đạo thanh âm này truyền ra người là một gã nam tử, thân thể còng lưng, thân cao gầy, diện mạo lại càng vô cùng xấu xí. Từ khi đột phá đến đế chi bất hủ về sau, Tiêu Viêm đã rất lâu chưa từng nhìn thấy người diện mạo lớn lên xấu xí như thế. Dù sao khống chế dung mạo cũng không tính năng lực là gì, không đến mức xấu xí như thế. Người này đột nhiên xuất hiện, liền để cho Tiêu Viêm cảm thấy 10 phần kỳ quặc. Hắn xấu xí diện mạo, lại càng có một ít quỷ dị. Tiền bối, ngươi biết, Tiêu Viêm thông qua phệ hồn phân thân đối với nam tử vẫn là chắp tay cúi đầu. Bản tôn bây giờ tình huống hỏng bét, với lại không biết nam tử rốt cuộc là địch hay bạn, chỉ ít nhìn, chỉ sợ là kẻ đến bất thiện. Không biết không biết, nam tử xấu xí cười hắc hắc, nụ cười này lại thêm xấu, suýt nữa để cho Tiêu Viêm nhổ ra. Tiền bối ý của ngài là gì? Tiêu Viêm hỏi, ánh mắt âm trầm. Bởi vì cảm giác không được bất kỳ khí tức ba động trên người hắn, càng là như thế, chỉ có thể nói rõ đối thực lực phương cường đại, đã vượt qua cực hạn mà Tiêu Viêm đủ khả năng cảm giác được. Cái nam tử xấu xí này, nếu như không ngoài sở liệu, cũng là cùng Ninh Yêu, chính là so đế chi bất hủ thần chi bất hủ càng thêm cường đại. Sự xuất hiện của hắn Tiêu Viêm không có chút nào phát giác, cho dù là cùng Ninh Yêu chiến đấu, Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực tùy thời cũng tập trung vào xung quanh. Nam tử xấu xí giống như đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy người này cùng Vạn Cực lúc trước xuất hiện đồng dạng, có lẽ là một thành viên thuộc về Di Thiên Đại Giới, không phải là Vĩnh Đông triệu hoán mà đến. Thời cơ hắn xuất hiện quả thật có vấn đề. Đúng lúc là Tiêu Viêm cùng Ninh Yêu trải qua một trận ác chiến về sau, Tiêu Viêm bị trọng thương không nói, lại thêm thể nội độc tố không cách nào giải quyết. Chớ khẩn trương, ta cũng là nghe lệnh người khác, chính là giết chết ngươi mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, tử vong không đáng sợ, nhiều nhất sẽ bị có một chút choáng đầu. Thả lòng một chút liền tốt, nam tử xấu xí hời hợt nói. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức lông tơ dựng ngược, bởi vì trong khi mở miệng nói chuyện, hắn liền phảng phất bị một bàn tay vô hình trường bóp lấy yết hầu, cảm giác ngạt thở mãnh liệt cùng tử vong bảo phủ Tiêu Viêm, không chỉ có phệ hồn phân thân, bản tôn cũng cảm nhận được loại khí tức cường đại uy hiếp này. Nam tử xấu xí nói xong, thân hình chính là bỗng nhiên từ bên cạnh phệ hồn phân thân biến mất, khi xuất hiện lại, đã đi tới vị trí bản tôn cùng nguyên thần phân thân thối quá. Nghe giống như thi thể mục nát mấy trăm năm, ngươi không phải là trúng độc sao? Nam tử lấy tay quạt lấy hơi thở, ngũ quan cũng gấp nhíu chung một chỗ, khiến cho diện mạo vốn xấu xí, giờ phút này càng trở nên lại xấu vô cùng. Coi như Tiêu Viêm biết được nam tử trước mắt, kẻ đến bất thiện, nhưng bây giờ chủ yếu chiến lực, kịch độc trong cơ thể bản tôn, cùng nguyên thần phân thân vẫn còn lan tràn, căn bản không có sức chống cự. Độc tố trong cơ thể người ẩn chứa sức mạnh quy tắc, nếu không có phương pháp giải độc có sức mạnh quy tắc đồng dạng, chỉ sợ thời gian không quá 3 ngày, liền sẽ hóa thành một vũng máu. Vốn lòng đang tràn đầy mong đợi, cùng ngươi chơi đùa. Hiện tại tốt, thậm chí đều không cần ta động thủ, chính ngươi liền sẽ chết, thật sự là không thú vị. Nam tử xấu xí trong lúc nói chuyện, tựa hồ cảm thấy có chút ảo não, lấy tay xoa cằm lộ ra vẻ suy tư. Mà thôi, liền để ta giúp ngươi một tay. Nam tử đến gần Tiêu Viêm, năm ngón tay bỗng nhiên một chút liền tới trên đầu của Tiêu Viêm, lập tức một cỗ lực lượng vô hình tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, độc tố trong cơ thể Tiêu Viêm lưu chuyển hẳn là điên cuồng ngưng tụ trong đan điền, sau đó lơ lửng ở trong đan điền của hắn, tựa hồ nhận lấy áp chế, đã không còn độc tố tràn ra. Độc tố cường đại của Ninh Yêu hẳn là bị người này thẳng thắn áp chế, tạo thành một cái độc đan. Vì Tiêu Viêm bản tôn giải độc về sau, nam tử lại đi tới trước nguyên thần phân thân. So với bản tôn, nguyên thần phân thân mục nát càng thêm nghiêm trọng, giống như bản tôn cũng đặt ở trên đầu phân thân, trượt độc tố mãnh liệt này cũng toàn bộ tràn vào trong đan điền, cuối cùng tạo thành một viên độc đan.
Vô luận nam tử là dụng ý gì, thời điểm viên độc đan này ngưng tụ ra, trong lòng Tiêu Viêm giật mình, độc đan tồn tại ở thân thể như thế, như vậy về sau gặp độc tố, chỉ cần có viên độc đan cường đại này, có phải đều cũng bị viên độc đan này thôn phệ hay không? Nếu là như vậy, nhục thân nguyên thần liền có thể không sợ độc tố, độc cũng giải trừ cho ngươi, tranh thủ khôi phục đánh với ta một trận, ta phải tự tay làm thịt ngươi mới được, trong cơ thể không có độc tố. Nhục thần Tiêu Viêm bị độc tố gây thương tích chính là nhanh chóng khôi phục, nguyên thần nhục thần cũng là như thế, thương thế chỉ dùng thời gian thậm chí không đến nửa nén hương, bản tôn cùng phân thân thương thế toàn bộ khôi phục. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, nguyên thần phân thân cũng trở lại bản tôn hòa làm một thể, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, lo lắng chờ đợi nam tử xấu xí. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, nam tử chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra ngón tay đối với Tiêu Viêm cách không bắn ra, bành, một tiếng vang trầm, cự lực không cách nào chống lại, trực tiếp đem Tiêu Viêm đánh bay ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng tại lúc này lại càng điên cuồng xoay chuyển, nên biết được, giờ phút này mi tâm của Tiêu Viêm lóe lên rõ ràng là 9 khỏa tinh ấn, tiếp nhận lực lượng một kích này, cũng là trạng thái nhục thân mạnh nhất của Tiêu Viêm. Cho dù là dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm thậm chí không cách nào ổn định thân hình, khóe miệng miệng tràn ra máu tươi, đồng thời càng làm cho nhục thân hắn bành trướng đến mấy ngàn trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Tiên bối đến tột cùng là ý gì, vãn bối cùng người nào có oán thù gì? Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube 15 phút review, Tiêu Viêm không hiểu, vũ nhục người nhất chính là, hắn cũng không có thừa dịp trong lúc Tiêu Viêm bị độc xuất thủ, mà là nói sau khi giải độc cho Tiêu Viêm, lại ra tay, một loạt hành động đều để Tiêu Viêm có chút không hiểu, phong cách hành động như thế, cũng không quá giống là CG nhất tộc có thể làm được, lấy thực lực của ta, giết một người còn cần lý do sao? Thanh âm nam tử lại lần nữa vang dội bên tai Tiêu Viêm, hẳn là lại xuất hiện ở sau lưng của Tiêu Viêm, lại lần nữa đưa tay bắn ra, bành, thân hình mấy ngàn trượng, có thể nói là che khuất bầu trời, lực lượng bá đạo như cũ, không cách nào chống lại, thân hình khổng lồ bay tứ tung phía trên vùng trời này, xương cốt trong cơ thể trong nháy mắt liền đứt đoạn mấy chục cây, cứ việc có thể trong nháy mắt khôi phục lại, nhưng loại cảm giác bị đối phương nghiền ép đồng thời coi như đồ chơi này đã rất lâu không xuất hiện, Tiêu Viêm không cho là mình có chút lực lượng có thể chống lại, trừ khi vận dụng khí vận chi lực của tiên ma ý chí, nhưng tiên ma ý chí này Tiêu Viêm cũng cảm giác có phần có vấn đề, Ninh Yêu đột phá nhất định cùng nó có quan hệ, cho nên cái tiên ma ý chí này không chỉ có là đối với hắn như thế, đối với những người khác tiến vào nơi đây, đồng dạng đưa cho ân huệ, tiên ma ý chí có thể cáo chi ta, người này thực lực gì? Lúc suy tư, Tiêu Viêm dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi thăm, với lại nhìn người kia có thể đáp lại hay không? Bán ác chi cảnh, thanh âm không linh lại trả lời Tiêu Viêm thật, chỉ là câu trả lời này làm cho Tiêu Viêm chỉ trệ, đế chi bất hủ vừa tới 9 bước về sau Tiêu Viêm biết còn có một cái cực điểm cảnh giới là tổ cảnh, nhưng tổ cảnh về sau mới là thần chi bất hủ, đối với thần chi bất hủ Tiêu Viêm còn chưa chạm đến, đối với cấp bậc phân chia cũng không rõ ràng, nói bán ác chi cảnh ra sao, ở vào thần chi bất hủ cảnh giới gì Tiêu Viêm còn không biết, nhưng nếu là tiếp tục hỏi thăm tiên ma ý chí, chẳng phải là bại lộ bản thân, bởi vậy Tiêu Viêm chỉ có thể đổi người hỏi, Trạm lão, thần chi bất hủ là phân cấp như thế nào, bán ác cảnh giới ra sao, thần chi bất hủ về sau, đã là cường giả cuối cùng mặt lộ, đã là chân chính đi vào chí cường giả danh sách bên trong đó càng thêm huyền diệu áo nghĩa, dựa theo vừa tới cửu trọng phân cấp, khác biệt với mỗi một trọng đều có bất đồng hiểu ra, đệ nhất trọng là sơ trưởng, đệ nhị trọng là bán ác, là đối quy tắc chi lực khống chế khác nhau, âm thanh của Trạm lão chợt vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Cùng trong tưởng tượng của Tiêu Viêm có chỗ khác biệt, như cũ là vừa tới 9, nhưng cần đột phá lại là có biến ảo nghiêng trời lệch đất, dù sao trở thành thần chi bất hủ về sau, đại biểu đã là cả thế giới cao cấp nhất chiến lực, như vậy ta giết chết vạn cực cùng Ninh Yêu, nghĩ đến hẳn là chỉ là thần chi bất hủ đệ nhất trọng thần chi bất hủ, sơ trưởng, nhị trọng thần chi bất hủ, khó trách sự xuất hiện của hắn, mang đến cho ta cảm giác áp bách hoàn toàn khác với hai cái trước, rõ ràng cảm giác cường đại quá nhiều. Sau khi Tiêu Viêm ổn định thân hình, mặc dù không biết đối phương là mục đích gì, nhưng cũng không thể mặc người chém giết, không thể để cho đối phương coi thường chính mình. Chỗ mi tâm 9 khỏa tinh ấn lấp lóe, thân hình mấy ngàn trượng vẫn còn tiếp tục bành trướng. Vĩnh Đông, hiến tế cho ta 10 giọt tinh huyết. Âm thanh của Tiêu Viêm vang dội bên tả Vĩnh Đông, người kia lập tức sững sờ, cắn răng một cái quan hệ, không dám chậm trễ. Lúc này cắn đầu lưỡi một cái, 10 giọt tinh huyết chính là hướng phía Tiêu Viêm bay vút đi, sáp nhập vào trong thân thể cao lớn của hắn. Tiêu Viêm tại đột phá đến cửu tinh nguyên thần về sau, còn chưa hề chân chính hoàn toàn bộc phát qua toàn bộ khí huyết lực lượng, nhiều nhất để cho nguyên thần phân thân đạt tới qua 4000 trượng, bây giờ đã là cửu tinh nguyên thần, Tiêu Viêm toàn bộ triển khai nhục thân chi lực, trong khoảnh khắc đã đi tới 5000 trượng, cự nhân che khuất bầu trời, có thể thân thể cao lớn này ở trong đế chi bất hủ còn là vô địch tư chất, có thể ở trước mặt tên nam tử cực kỳ xấu xí trước mắt này, tựa hồ vô luận thân thể của Tiêu Viêm khổng lồ cỡ nào, thực lực xa biệt như tồn tại cái hào rộng khó mà chống lại, cửu tinh nguyên thần, nếu là ở thời kỳ cường thịnh của CG nhất tộc, nắm trong tay nhục thân nguyên thần cửu tinh, có thể không tính là gì, nam tử xấu xí không nhanh không chậm, vô luận Tiêu Viêm giờ phút này làm cái gì, hắn đều giống như không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, thực lực tồn tại chênh lệch thật lớn, không thể làm gì để bù đắp, nam tử tự hồ chỉ là muốn nhìn xem, Tiêu Viêm giờ phút này đến tột cùng còn có thể làm những gì. Tinh huyết của Vĩnh Đông cũng là sát nhập vào trong cơ thể Tiêu Viêm, khiến cho khí huyết lại lần nữa mới có dấu hiệu tăng lên, bởi vì Tiêu Viêm biết được, nếu là muốn có lực lượng chống lại nam tử trước mắt, ngoại trừ vận dụng tiên ma khí vận, chính là phải nghĩ biện pháp để cho cửu tinh nguyên thần đột phá đến tổ cảnh, chỉ có tổ cảnh nguyên thần mới có năng lực đánh với thần chi bất hủ một trận, chỉ là muốn hiện tại đột phá đến tổ cảnh, hy vọng xa vời,
Vĩnh Đông, tiếp tục, âm thanh của Tiêu Viêm tiếp tục truyền ra. Vĩnh Đông lúc trước đã phá vỡ một ngôi sao, bây giờ hắn chỉ là một cái thất tinh nguyên thần, kính dâng khí huyết lực lượng của hắn như thế, chỉ sợ ngay cả ngôi sao thứ 7 đều sẽ bể nát. Sau một chút do dự, bên trong ánh mắt của Vĩnh Đông tràn ngập vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn dứt khoát kiên quyết cắn đầu lưỡi một cái, tiếp tục vì Tiêu Viêm dâng ra khí huyết của hắn. Tinh huyết của hắn không ngừng tuôn hướng Tiêu Viêm, mặc dù nhìn thấy khí huyết Tiêu Viêm đang không ngừng tăng lên, có thể đến từ một cái thật tình tinh huyết của nguyên thần, trừ khi toàn bộ hiến tế ra, dù vậy, để cho khả năng Tiêu Viêm đột phá đến của tổ cảnh nguyên thần đều là cực thấp, sở dĩ Tiêu Viêm muốn làm như thế, mục đích của hắn có lẽ vốn cũng không phải là vì đột phá tổ cảnh, mà là hắn hoài nghi, tên nam tử này chính là Vĩnh Đông dẫn tới. Rất nhanh nơi mi tâm của Vĩnh Đông, ngôi sao thứ 7 hẳn là dần dần ảm đạm xuống, nhưng Tiêu Viêm không ngừng đòi hỏi phía dưới, Vĩnh Đông tiếp tục cắn đầu lưỡi kính dâng khí huyết của chính mình, đến lúc nơi mi tâm của hắn thứ 7 ngôi sao triệt để vỡ vụn, Vĩnh Đông lúc này mới một đại khẩu khí máu phun ra, toái tinh về sau, trong thời gian ngắn sẽ để cho chiến lực bạo tăng, nhưng hắn hiến tế khí huyết như vậy, sẽ chỉ làm Vĩnh Đông càng ngày càng suy yếu. Tựa hồ Vĩnh Đông cũng hiểu biết Tiêu Viêm là đang khảo nghiệm hắn, nếu như đã rơi xuống đến lục tinh nguyên thần, cái kia chẳng thả lại quả quyết một chút. Huynh đài, người đang muốn làm gì? Long Bưu biểu lộ có chút ngạc nhiên nhìn xem Vĩnh Đông, người kia cũng không để ý tới, chỉ là ánh mắt kiên nghị nhìn về phía cự nhân che khuất bầu trời giữa không trung, tiếp tục mãnh liệt cắn đầu lưỡi, phun ra tinh huyết, tốt chưa, đánh nhau mà lề mề như vậy, chờ ngươi đã lâu, nếu không ra tay, ta có thể nhịn không được. Nam tử xấu xí hai tay ôm ngực, đứng lặng ở trước mặt Tiêu Viêm, trên thể hình đến xem, song phương hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng dưới tình huống thực lực sai biệt quá lớn, hình thể khác biệt to lớn, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cùng Ninh Yêu chiến một trận, nếu không phải là trước mắt cái này nam tử xấu xí không hiểu thấu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Tiêu Viêm bản tôn cùng nguyên thần phân thân, hai cỗ nhục thân đều bị thiên thối chi độc của Ninh Yêu, làm cho sinh sinh mục nát thành một vũng máu, cứu hắn, sau đó là giết hắn, người này đến tột cùng đang làm cái gì, Tiêu Viêm suy tư hồi lâu trong lòng cũng không có kết quả, Vĩnh Đông hiến tế, để cho Tiêu Viêm lại càng do dự, hẳn là người này không có quan hệ gì với Vĩnh Đông à. Vĩnh Đông hiến tế, ngôi sao thứ 6 ở giữa lông mày cũng bị vỡ vụn, tựa hồ hắn nguyện ý vì Tiêu Viêm đổi tính mạng, có thể trên người Vĩnh Đông có quá nhiều điểm đáng ngờ, Tiêu Viêm không tin hắn, nam tử xấu xí tựa hồ đã kiên nhẫn đến cực hạn, nhìn xem Tiêu Viêm không nhúc nhích, hắn khẽ thở dài một cái, mà thân hình phía sau bỗng nhiên lóe lên, liền là xuất hiện ở trước mặt mi tâm to lớn mấy ngàn trượng của Tiêu Viêm, vẫn như cũ giơ tay cánh tay lên, sau đó cong ngón búng ra, bành, một tiếng vang kịch liệt khuấy động ra, Tiêu Viêm toàn bộ đầu lâu đều là run lên. Cự lực giống như muốn đem đỉnh đầu của Tiêu Viêm đánh nát, khiến cho thân hình khổng lồ toàn bộ tiếp tục bắn ngược ra. Trong phút chốc bắn ngược, thân hình Tiêu Viêm hóa thành bình thường, cỗ thần lực ngưng hiện, thân mang viêm khải khải giáp, có thể tất cả những thứ này cũng không có tác dụng gì. Nam tử xấu xí mỗi một lần công kích đều để Tiêu Viêm cảm giác vô lực chống lại. Tiêu Viêm vừa mới ổn định thân hình, chính là cảm giác mình chỗ cổ thinh linh y siết chặt, năm ngón tay mạnh mẽ gắt gao đem hắn bóp lấy, bị bàn tay này bóp lấy trong nháy mắt lại, không cách nào sử dụng nguyên thần thân thể, phảng phất trong cơ thể tất cả lực lượng đều bị một bàn tay này làm cho sinh sinh ức chế. Nghe nói ngươi là tôn thượng, nam tử xấu xí không ngừng tới gần Tiêu Viêm, nhìn trước mắt che kín nếp gấp, trên cằm còn mọc ra một viên nốt ruồi thịt to lớn, phảng phất mở miệng nói chuyện ở giữa, cũng còn có thể nghe hôi thối từ hắn trong miệng thốt ra, loại cảm giác này phảng phất còn khó chịu hơn là giết hắn, mặc dù không cùng tôn thượng giao thủ qua, bất quá nghe nói tôn thượng cực mạnh, chính là đệ nhất cường giả thần hy thế giới, làm sao lúc này lại yếu như thế, hẳn là người có điều giấu giếm. Ken két, Tiêu Viêm chỗ cổ truyền đến thanh âm vỡ vụn, nam tử đang không ngừng dùng sức, ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, bành, thấy Tiêu Viêm chưa từng trả lời, nam tử một tay khác chính là chống vào phần bụng của Tiêu Viêm, một tiếng vang trầm, phần bụng hắn lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó ngón tay nam tử trên thân Tiêu Viêm chậm rãi hoạt động, sau đó đã rơi vào buồng tim hắn, quá yếu, như sâu kiến vậy, bình thường ta cũng sẽ không ngẩng đầu nhìn một cái, giết ngươi vẫn còn lộ ra ta tàn nhẫn, mà thôi, đều có số mệnh, chết cũng là ung dung tự tại một chút. Nam tử vừa nói ra, đầu ngón tay chống đỡ lồng ngực Tiêu Viêm sóng gợn mạnh mẽ, chính là nhanh chóng ngưng tụ, mà liền tại thời điểm nam tử muốn xuyên thủng trái tim Tiêu Viêm, đột nhiên, bàn tay của Tiêu Viêm chậm rãi nâng lên, hẳn là bắt được ngón tay nam tử chống đỡ lồng ngực hắn, sau đó chậm rãi dùng sức, cứng rắn là sinh sinh đẩy ra ngón tay chỉ hướng trái tim của hắn. Trong mắt Tiêu Viêm chiến ý phun trào, lúc này, loại tình huống này không còn cách nào khác, chỉ có thể sử dụng lực lượng tiên ma khí vận rồi. Phía trước hai đạo tiên ma khí vận cũng trợ Tiêu Viêm tàn phá hai cái thần chi bất hủ, lực lượng không cần nhiều lời. Giờ phút này Tiêu Viêm khí tức trong người bỗng nhiên tăng lên, thương thế trên người lại càng tại đây trong khoảnh khắc đều khôi phục. Tiêu Viêm nhấc chân chính là đá ra một cước, trực kích phần bụng của nam tử xấu xí, đem hắn đạp bay. Cùng lúc đó, bàn chân Tiêu Viêm phía dưới cực lôi chớp động, thân hình đuổi sát mà lên, lại là hai đạo kim quang bành bành phun ra nuốt vào. Nắm đấm rơi vào trên người nam tử xấu xí, thanh âm trầm đục vang vọng, nhìn xem toàn bộ thân hình vặn vẹo, nhìn xương cốt trên người vỡ vụn không ít, chỉ là tại giữa không trung, âm thanh ken két vang lên, nam tử đồng dạng là toàn thân chấn động, sau đó liền khôi phục lại, đối mặt công kích tiếp tục đánh tới, nam tử hẳn là giơ nằm đấm lên, quyền phong gào thét, chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến từng trận thanh âm trầm đục, thú vị, đột nhiên tăng vọt lực lượng, mặc dù phù phiếm,
Ngược lại là quả thực, để ngươi có tư cách cùng thần chỉ bất hủ chiến một trận, chỉ bất quá, thật sự không thể giả, thật không được. Nam tử xấu xí vừa mới nói xong, hắn quyền nhanh mặc dù hơi chậm một chút, cho dù nắm đấm của Tiêu Viêm có một ít rơi vào trên người hắn, nhưng đối với hắn lại không tạo thành tính thực chất tổn thương, phảng phất công kích của Tiêu Viêm cũng đánh vào một đoàn trên bông. Tiêu Viêm không biết mình bây giờ là thực lực gì, chỉ là ước chừng cảm giác mới có thực lực có thể cùng đối phương chiến một trận, chỉ rõ ràng nhất, cùng lúc trước ứng chiến qua thần chi bất hủ bất đồng. Trước mắt người này, tuyệt đối không phải là vạn cực cùng Ninh Yêu có thể so sánh, trên người hắn tự tin cũng không phải mù quáng mà đến, chính là tự thân có được thực lực tuyệt đối mới dám bá đạo như vậy. Đồng thời đối với Tiêu Viêm thực lực đột nhiên bộc phát, tựa hồ đối phương cũng không có chút kinh ngạc nào, sớm đã có chuẩn bị, xem ra người đối với nguyên thần nhất tộc lực lượng, vận dụng cũng không phải rất thanh thạo, chắc hẳn bộ thân thể này vừa đoạt xả không lâu đi. Nam tử xấu xí một bên ứng chiến, một vừa mở miệng nói, cứ việc Tiêu Viêm giờ phút này thi triển Thiên Thần Bát Thập Nhị Quyền, bất quá đều bị nam tử đón lấy. Song quyền đối oanh, Tiêu Viêm hẳn là không chiếm được nửa phần chỗ tốt, tựa hồ nguyên thần chi lực có thể tại đế chi bất hủ tung hoành, ở trước mặt thần chi bất hủ, lại không chịu nổi như vậy, thời điểm có thể ứng chiến Ninh Yêu, cùng vạn cực, Tiêu Viêm rõ ràng không có cảm giác như vậy, chỉ ít nhục thần lực lượng có thể chống lại, trước mắt người đàn ông này, lại phảng phất nhục thân chi lực của nguyên thần hoàn toàn bị nghiền ép, tiền bối đến tột cùng là ý gì, giết người cũng nên có cái lý do, ta cũng không nhận ra tiền bối, Tiêu Viêm trong khi xuất thủ lên tiếng lần nữa hỏi han, nam tử cười cười, cũng không trả lời Tiêu Viêm. Tại Tiêu Viêm hỏi han về sau, nam tử xấu xí bỗng nhiên quyền nhanh bạo tăng, rất nhanh liền đem Tiêu Viêm sinh sinh chấn áp, mấy quyền đánh vào phần bụng Tiêu Viêm, khí huyết cuồn cuộn, cũng không nhận thương tích quá lớn, ổn định thân hình về sau, Tiêu Viêm liên tục hướng về phía trước phóng ra 7 bước, chấn thần thất đạp, cự ảnh ngưng thực gào thét mà xuống, giờ phút này thi triển tôn thượng đấu kỹ, uy lực của nó tự nhiên cường đại không chỉ gấp 10 lần, mỗi một đạo cước ảnh đều vô cùng ngưng thực, lôi cuốn lấy kình phong kinh người, hướng phía nam tử xấu xí bao phủ tới. Chỉ nhưng kẻ này chậm rãi giơ cánh tay lên, đối với giữa không trung 7 đạo cước ảnh bấm tay liên tục bắn ra, bành bành bành, Tiêu Viêm 7 đạp còn chưa rơi xuống, chính là triệt để sụp đổ, vô ích, nhưng ngươi không có hiểu ra thần chi bất hủ, có nắm giữ lực lượng cường đại như thế, cũng vô pháp thi triển ra, đương nhiên, đối phó cái thần chi bất hủ cặn bã khác ngược lại đã đủ, bất quá với ta mà nói, những đấu kỹ này của ngươi, không cái nào có thể tới gần ta, nam tử nhìn xem Tiêu Viêm, khinh thường đến cực điểm. Thậm chí đối với Tiêu Viêm khoát khoát tay chỉ, loại cảm giác bị miệt thị này, Tiêu Viêm ngược lại là hồi lâu chưa từng cảm thụ rồi, quá càn rỡ, diệt chúng sinh, đừng giả bộ, tranh thủ thời gian giáo huấn hắn, nhìn một chút cho hắn biết thế nào là lễ độ, Kim Huyễn Thần ngược lại là so Tiêu Viêm lại thêm sốt ruột, nhìn xem Tiêu Viêm bị đánh bị trào phúng, hắn biểu thị phi thường không hiểu, chỉ là một cái đệ nhị trọng mà thôi, tính là cái gì chứ, Tiêu Viêm giờ phút này ánh mắt âm trầm. Bởi vì hắn vừa rồi công kích mặc dù chưa nói tới dốc hết toàn lực, chỉ là tại song phương đối kháng ở giữa, để cho Tiêu Viêm vẫn như cũ có loại cảm giác bất lực sâu sắc, về phần tăng lên do thiên ma khí vận mang đến cho Tiêu Viêm vẫn còn tiếp tục, nhưng chính như nam tử nói, Tiêu Viêm căn bản vốn không biết vận dụng cái lực lượng tăng vọt này như thế nào, Chu Tinh chỉ ta lại nhớ tới một chút, cái này liền truyền cho ngươi, một chỉ động giết tên này, ngược lại là Kim Huyễn Thần không nhịn được trước, nghe hắn khẩu khí, nếu như đổi lại hắn thời kỳ cường thịnh, như vậy đệ nhị trọng thần chi bất hủ, hắn căn bản không để vào mắt, lúc trước Kim Huyễn Thần truyền cho Tiêu Viêm Chu Tinh chỉ cũng không hoàn chỉnh. Mà giờ khắc này, tin tức vừa mới tràn vào trong đầu Tiêu Viêm hoàn toàn hoàn thiện, lập tức trong mắt tinh mang chớp động, như thế liền thử một lần, nếu không phải nguyên thần có lẽ không cách nào hiểu thấu đáo một chỉ này, chẳng qua hiện nay Tiêu Viêm có được phân thân nguyên thần này đã ngàn năm, cùng bản tôn lại càng tại lấy nguyên thần chi huyết rèn thể, đối với nguyên thần nhất tộc, có lẽ còn chưa hiểu rất rõ, nhưng đối với giờ phút này, hắn có nhục thân nguyên thần, lực lượng trong đó chỉ ít có thể điều thi triển ra, nơi mi tâm của Tiêu Viêm chính khỏa tinh ấn lấp lóe, nhục thân lại càng trong khoảnh khắc bành trướng đến hơn 4000 trượng, thân hình che khuất bầu trời. Bỗng nhiên giơ tay lên cánh tay, một cổ lực lượng tràn đầy vô tận hủy diệt, ở phía trên cánh tay Tiêu Viêm không ngừng ngưng tụ, năm ngón tay thành quyền, sau đó quyền hóa làm chỉ, khoảng cách nam tử ước chừng trăm trượng, đầu ngón tay Tiêu Viêm tràn ngập kim quang xoay tròn, khi Tiêu Viêm giơ cánh tay lên, Vĩnh Đông chính là sớm đã chú ý tới, còn ngươi của hắn lúc này đột nhiên co lại, cái này không có khả năng, hẳn là hắn cũng biết, Vĩnh Đông thì thầm mở miệng, âm thanh ở giờ khắc này có chút run rẩy, chỗ mi tâm của hắn bây giờ chỉ còn lại có 5 ngôi sao ấn, sinh sinh từ bát tinh nguyên thần, rơi xuống đến ngũ tinh nguyên thần. Giữa không trung, một nói ngón tay màu vàng óng gào thét ma ra, âm thanh ầm ầm vang dội lại càng theo hắn kim chỉ bộc phát, kim quang sáng chói hình thành gió lốc, sau đó hướng phía nam tử xấu xí nghiền ép mà đi. Chu Tinh chỉ, một chỉ này của Tiêu Viêm uy lực, tự nhiên là so với Vĩnh Đông lúc trước thi triển mạnh lên quá nhiều, cho dù là lần đầu tiên thi triển, bất quá bởi vì Tiêu Viêm giờ phút này thực lực tăng lên, cùng bản thân cũng là cửu tinh nguyên thần, uy lực một chỉ này, đủ để mặt sát bất luận một tên đế chi bất hủ nào, ẩn chứa lực lượng chính là một gã cửu tinh nguyên thần khí huyết chi lực vô cùng mãnh liệt, một chỉ này, lực lượng đủ để giết sao, hủy đi một ngôi sao cũng hoàn toàn không nói chơi, nếu không phải bản thân cái gì thiên đại giới này, có một tầng cấm chế bao vây, chi uy một chỉ này, cho dù không cách nào hủy diệt nơi đây, để cho giới không tổn hại vẫn có thể làm được, nam tử xấu xí ngẩng đầu, trong đối mắt chỗ phản chiếu ngón tay màu vàng óng chính là gào thét xuống, giờ phút này, nam tử khóe miệng hẳn là chậm rãi dương lên, tựa hồ như cũ là chẳng thèm ngó tới, hắn giơ ngón tay lên, trong nháy mắt toàn thân hắc quang lượn lờ, chợt ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Nó khổng lồ trình độ vậy mà có thể so với Tiêu Viêm, giờ phút này hơn 4000 trượng, nhục thân nguyên thần ta ngược lại thật ra không có,
Chỉ bất quá cái nguyên thần chi hồn này, ngược lại là có một bộ như vậy, sau đó cái bóng đen khổng lồ cũng dừng lại phía sau người nam tử, lấy quyền hóa chỉ, một chỉ lướt đi, vậy mà, cũng là Chu Tinh chỉ, chỉ bất quá cùng Tiêu Viêm kim quang sáng chói Chu Tinh chỉ bất đồng, một chỉ này của hắc ảnh hắc khí lượn lờ, nhưng nhìn ngoại trừ hình thái có điều khác biệt, lại có thể rõ ràng nhìn ra, cả hai đều thuộc về đồng dạng đấu kỹ. Tiêu Viêm thấy thế đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà nam tử còn có thủ đoạn như thế, chỉ thấy giữa không trung, hai cây cự chỉ kim quang lượn lờ, cùng khói đen mờ mịt phân biệt đối với oanh với nhau, đông, cả hai đối đầu trong nháy mắt, giống như toàn bộ di thiên đại giới cũng vì đó run lên, lại càng hấp dẫn một chút nhóm đi ngang qua, hoặc là chuẩn bị muốn đi thần điện đứng yên quan sát, cấp bậc chiến đấu như vậy, tăng thêm đại bộ phận tới đây, đều là đế chi bất hủ, tự nhiên là làm bọn hắn cũng có phần cảm thấy hứng thú, chỉ là cái năng lượng quét sạch này, vẫn siêu tưởng tượng của mọi người, vị trí hai người không gian mặc dù không có triệt để sụp đổ, nhưng toàn bộ mặt đất đều là trong khoảnh khắc này toàn bộ sụp đổ, năng lượng cuồng bạo giống như thiểm điện càn quấy, quét ngang lấy mỗi một tấc không gian xung quanh, đám người trung cổ không thể không tiếp tục rút lui về phía sau, đến lúc chỉ có thể xa xa nhìn thấy chiến đấu mơ hồ giữa không trung, như thế mới không bị chiến đấu kịch liệt bực này liên lụy. Hắn làm sao cũng biết, cái này không phải là hạch tâm đấu kỹ nguyên thần nhất tộc các ngươi sao? Tiêu Viêm tức giận chất vấn Kim Huyễn Thần, giờ phút này giữa không trung đối đầu, vậy mà trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, đạo này linh hồn hẳn là không phải là Hắc Huyễn Thần, hắn cũng vẫn lạc sao? Thanh âm Kim Huyễn Thần thì thầm chậm rãi vang lên. Thương mang thế giới đều đã mẫn diệt, nguyên thần nhất tộc cũng là như thế, nghe được Kim Huyễn Thần thì thầm, Tiêu Viêm cũng đại khái hiểu, trước mắt huyễn hóa ra cái hắc ảnh to lớn này, chắc hẳn khi có còn sống, cũng là cùng Kim Huyễn Thần đồng dạng nguyên thần cường đại, chỉ là làm Tiêu Viêm không nghĩ tới chính là, nguyên thần hồn đều có thể bộc phát ra uy lực như thế, cái tiên ma khí vận này, có thể cho ta lực lượng chống lại thần chi bất hủ, vậy ta giờ phút này đến cùng có tính thần chi bất hủ hay không, nếu như coi là, hẳn là cũng có thể vận dụng quy tắc chi lực mới đúng, Tiêu Viêm cảm nhận được qua cái gọi là quy tắc chi lực, nhưng cũng không có chân chính hiểu ra. Hỏa diễm chi tâm cùng lôi đình chi tâm, chính là ẩn chứa quy tắc, có thể Tiêu Viêm chỉ có thể cảm giác được, chính mình cường đại, lại không biết cường đại ở nơi nào, thi triển ra đấu kỹ quả thực mạnh hơn nhiều, có thể tựa hồ ở trước mặt tên nam tử trước mắt này, không đáng kể chút nào, với lại cũng chưa hình thành bất luận cái nghiền ép chi lực gì, tiên ma ý chí, ngươi có thể trợ người khác thành thần chi bất hủ, có thể giúp ta đột phá tổ cảnh nguyên thần, Tiêu Viêm ý niệm lập tức truyền ra. Ninh Yêu đột phá tuyệt đối không phải là bởi vì thần điện điện chủ, nơi này hết thảy bất quá đều là một trận hư ảo, có lẽ có tạo hóa, nhưng tuyệt đối không thể để cho một tên bước thứ 9 đột phá đến thần chi bất hủ. Cẩn thận suy tư, Tiêu Viêm chính là sớm đã kết luận, Ninh Yêu đột phá nhất định cùng tiên ma ý chí có quan hệ, tự nhiên có thể, nhưng ngươi cần phải đáp ứng điều kiện của ta. Điều kiện gì? Tiêu Viêm tiếp tục nói, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Ninh Yêu nhất định hiến tế cái gì, tiên ma ý chí mới có thể trợ giúp hắn đột phá, trợ tiên ma cổ giới chữa trị rào cản thế giới, trước khi chữa trị hoàn thành, ngươi không được rời đi tiên ma cổ giới, với lại còn cần vì tiên ma cổ giới mà chiến. Âm thanh của tiên ma ý chí thình lình vang lên, điều kiện thật là cuồng vọng, ngươi biết được ta là ai, bây giờ tiên ma cổ giới, tình huống trên thực tế so thần hy còn bết bát hơn gấp mấy lần, nếu như ngươi giúp ta đột phá tổ cảnh nguyên thần, ta có thể trợ tiên ma cổ giới chữa trị rào cản thế giới, nhưng không được hạn chế ta rời đi tự do, càng không thể tái tạo địch đánh với ta một trận. Tiêu Viêm muốn nhìn một chút, sự xuất hiện của người đàn ông trước mắt này, phải chăng cùng tiên ma ý chí có quan hệ, so với Vĩnh Đông mà nói, khả năng của tiên ma ý chí tính là lớn hơn, người này là ngươi tự thân nhân quả, không liên quan gì đến ta, với lại trao đổi cần bình đẳng. Tiên ma ý chí hiển nhiên không tin lời hứa trên miệng Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm đề ra yêu cầu, tiên ma ý chí biểu thị không đồng ý, ngươi có thể lựa chọn không đồng ý, nếu là như vậy, tiên ma cổ giới không còn khả năng vươn mình, đây là nhân quả người lựa chọn, Tiêu Viêm bá khí đáp lại, nhìn như hắn giờ phút này bị buộc bất đắc dĩ, kỳ thực Ninh Yêu tử vong, có lẽ tiên ma cổ giới sẽ không để ý, nhưng là Tiêu Viêm sẽ khác biệt, tôn thượng tầng này thân phận bản thân liền đại biểu cho khả năng vô hạn. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh. Và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.